già, những khi mẹ em có công việc bận rộn, ba em sẽ giúp mẹ em dọn dẹp nhà cửa và rửa chén. Em cảm thấy ba và mẹ của em rất là tôn trọng nhau. Không tưởng tượng nổi. Đúng là không thể so sánh được. Dạ, bài của em xinh hết. Ba của em đúng là rất tuyệt vời. Em làm tốt lắm. Tiếp theo tới lượt Don Don. Mẹ của em bình thường phải đi làm, và dù rất bận rộn, nhưng lúc nào mẹ em cũng vui vẻ và tươi trẻ giống như những thiếu nữ. Ba em rất tuyệt vời. Dù bận cỡ nào thì chủ nhật cũng sẽ đưa cả nhà đi ăn, hoặc một số nơi như khu vui chơi hay sở thú. Dạ em xin hết. Tưởng vậy là hay lắm chắc. Và tiếp theo sẽ là Chadu. Cô ơi cô, để lần sau em kể có được không cô? Hả? Tại sao phải để tới lần sau vậy hả? Dạ tại em nghĩ ba mẹ của em sẽ rất khác so với ba mẹ của các bạn. Lỡ như em nói sự thật về ba mẹ thì sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của họ mất. Em đừng có ăn nói lung tung nữa. Bước lên đây. Dạ thưa cô. Người mẹ vĩ đại của mình. Thưa cô và các bạn, bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người về ba mẹ của mình. Nhưng mà mình cảnh báo trước, những bạn bị yếu tim và có chứng dễ sợ hãi thì hãy bịt lỗ tai lại. Cô cũng phải cẩn thận nha cô, vì đây có thể là câu chuyện đáng sợ nhất về hôn nhân đó. Đúng là cha đu có khác. Sự thật thì ba mẹ của mình khác nhau về mọi thứ, kể cả nhóm máu và tính cách. Mình cũng không hiểu gì sao họ có thể sống chung với nhau được. Mà cha đu ơi, cô ạ. Cô đừng có ngắt lời của em. Em vẫn còn chưa bắt đầu đó. Ôi trời, mình dậy trễ nữa rồi. Sáng nào mẹ em cũng thức dậy từ rất sớm. Rồi muốn thức dậy đi cha đu, con còn phải đi học nữa đó. Cho con 5 phút nữa đi. Dạ thưa mẹ con đi học. Chà, hôm nay trời nắng đẹp quá, phải tranh thủ mang hết đống mền ở trong nhà ra giặt phơi mới được. Còn gì làm nữa không ta? Mẹ mình còn là người rất thích để dành tiền. Mọi người trong nhà đặt cho mẹ là biệt danh quý bà keo kiệt. Trời ơi, sao tháng này mình lại chi xài nhiều quá vậy ta? Không thể để tình trạng này kéo dài được. Tuyệt đối không được hoang phí. Phải tiết kiệm tối đa. Phải cắt giảm tiền tiêu vặt của cha đu. Tiền ăn uống nè, tiền quần áo nè, tiền tiêu vặt của ba sắp nhỏ nữa. Tất cả chi phí đều được cắt giảm. Mình cần phải tiết kiệm. Thưa mẹ con mới về. Sao người ngợm của con nhìn dơ giấy quá. Một vé người lớn và một vé trẻ em. Cô ơi chờ một chút đã. Bé này học lớp 3 rồi, sao có thể mua vé trẻ em được chứ? Cô là người ngoại thì làm sao mà hiểu rõ gia đình của chúng tôi được hả? Con gái à, chúng ta mau vô trong đi con. Không phải chứ, cái cô này thiệt. Anh trời ơi, mất mặt quá đi. Mình bị thấp bé như vậy chắc là vì bị mẹ ký đầu mỗi ngày. Thậm chí mẹ còn thẳng tay quăng mọi thứ về phía mình. Nếu như muốn đi đâu, mẹ của mình cũng chỉ đi bộ thôi. Ngay cả phương tiện công cộng là xe buýt cũng rất ít đi. Nhưng ba của mình thì khác nha. Ba thường xuyên đi taxi như đi xe riêng vậy. Hả? Tôi chết sắp trễ giờ làm rồi. Thật là đúng lúc taxi. Bác Tài ơi. Bác Tài, đến thẳng ngã tư phía trước giùm tôi. Vẫn chưa hết đâu. Hả? Mình ngủ quên nữa rồi.
Hey, còn cà vạch nữa, cà vạch của mình không đâu? Phải là đang cầm hay sao? Hey, mà tại sao em lại không kêu anh vậy chứ? Em đã kêu anh 5 lần lận đó. Đưa cho anh đôi vớ đi. Vớ của anh đây nè. Đến cuối tuần còn kinh khủng hơn nữa. Tới đây chị đây. Trời ơi, sao lười quá vậy hả? Nếu không phụ được thì làm ơn ngồi dậy cho người ta lao coi. Anh chết rồi, đừng có nói gì đến anh nữa. Đừng có tào lao nữa, cái vòi nước ngoài sân bị hư rồi kìa. Anh mau ra sửa giùm em đi. Em nói hoài mà sao tới giờ anh vẫn chưa chịu sửa? Để ngày mai anh sửa cho, anh hứa đó. Đúng là không thể nào sống nổi nữa. Wow, mẹ biết sửa vòi nước hả mẹ? Tất nhiên. Ôi, bà của mấy đứa may mắn lắm mới cưới được một người đảm đang như mẹ và làm vợ đó. Nếu không ông ấy đã phải ra đường sống dứt dưỡng từ lâu lắm rồi kìa. Em đang nói gì vậy? Nếu không có anh thì cánh đàn ông trên đời này sẽ kêu la vì có một bà vợ vừa bạo lực và vừa hay càm ràm. Anh vừa mới nói cái gì? Anh có thể lặp lại được không anh? Đó đó, anh đâu có sai đâu. Em lại bắt đầu nữa rồi kìa. Ba nói đúng, vì thật sự là mẹ của mình lúc nào cũng cằn nhằn hết á. Nếu con đã chơi xong rồi thì phải cất đồ chơi đi chứ con. Mi Mi, con nghĩ con là diễn viên hay là người nổi tiếng hả? Chỉ có một ngày thôi mà con thay biết bao nhiêu đồ. Làm hết bài tập về nhà chưa? Chuẩn bị bài mới chưa? Rồi xem lại bài chưa? Bà xã ơi, anh đi làm luôn đây. Đáng làm thì phải về nhà ngay cho em. Không được nhậu nhẹt gì hết, biết chưa? Ba ơi, trên đường về bà mua đồ ăn giặt cho tụi con nha. Chưa hết đâu, nếu gặp mẹ giận thì mình sẽ bị ăn đòn ngay. Con đã làm gì sai mà mẹ lại đánh con chứ? Gan quá ta, hôm nay dám trả treo với mẹ hả? Nói chung cuộc sống này là chuỗi ngày rất đau khổ, vì lúc nào mẹ cũng cằn nhằn và đánh mình. Mình hiểu rồi, bạn giống y chang mẹ của bạn luôn cha đu. Bạn có biết đây là câu nói mà mình ghét nhất hay không? Bạn nhìn kiểu gì mà nói mình rất giống mẹ mình? Cha đu à, em hãy bình tĩnh chút đi. Dạ. Chính vì vậy, mình thích ba mình hơn là mẹ mình gấp nhiều lần. Mẹ ơi mẹ, chỉ 500 won thôi mà. Mẹ cho con 500 won thôi. Mẹ mới cho con tiền tiêu vặt rồi mà. Sao con không chịu tiết kiệm gì hết vậy? Cho con đi mẹ, 500 won thôi. Cái con bé này. Rồi rồi, mẹ đưa nè. Hả? Mẹ ơi, sao chỉ có 100 won thôi? Sao hả? Con cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hả con? Dạ không, đủ rồi mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ nhiều. Ba ơi ba. Để bà đoán nha. Định xin tiền đúng không? Bao nhiêu đây? Con muốn xin 500 won để đi mua đồ ăn. Cô làm bà thất vọng thiệt đó. Dạ. Thời bây giờ 500 won có thể mua được cái gì chứ? Đã muốn ăn thì phải ăn cho thiệt ngon mới được. Ba cho con luôn 1000. Muốn ăn gì cứ thoải mái nha. Phải thương yêu mình một chút, đừng có quá tiết kiệm. Dạ. Chính vì vậy mình mới thích ba của mình nhiều hơn mẹ gấp mấy lần đó. Nhưng mới hôm qua thôi đã có một chuyện rất kinh khủng đã xảy ra. Anh nói cái gì? Anh đã làm mất hết tiền thưởng tháng này ở quán rượu rồi sao hả anh? Thật ra lúc đó anh uống say quá nên không biết là có làm mất hay không nữa. Nhưng anh đã tìm hết quán rượu và công ty mà cũng không thấy. Tôi đã hiểu rồi. Bà xã, em không tức giận sao? Tại sao tôi phải giận chứ? Từ giờ trở đi chúng ta là người xa lạ. Cái gì? Anh thích uống rượu tới như vậy thì từ bây giờ cứ tiếp tục uống rồi sống một mình với bọn trẻ luôn đi. Không liên quan gì tới tôi nữa hết. Bà xã ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi. Trước khi đi, mẹ có thể ký vào đây được không? Cuối cùng thì mẹ của mình cũng thật sự đi mất rồi. Nếu trước khi đi mẹ chịu ký tên cho mình, vậy thì hôm nay mình đâu có bị phạt phải lau chùi tất cả phòng vệ sinh đâu. Chính vì vậy, mình không thể nào tập trung học hành đàng hoàng được trong tình cảnh khó khăn này. Thôi đi, bình thường bạn cũng có học hành đàng hoàng gì đâu. Cho nên là hôm nay em không có tinh thần để học đâu cô ơi.
với vai trò là đứa trẻ lớn nhất ở trong nhà, mình phải suy nghĩ cách làm sao để sống khi không có mẹ ở bên cạnh mình. Chính vì vậy, người chịu trách nhiệm dọn phòng vệ sinh hôm nay sẽ là Choi Chadu. Bây giờ mình phải làm gì mới được đây? Liệu mình có nên nghỉ học để ở nhà chăm sóc hai em không? Mimi thì suốt ngày chỉ biết ăn với ăn thôi, còn ba thì càng không thể trông chờ được. Mình biết sớm muộn gì cũng có ngày này thôi, từ lúc bắt đầu đã có vấn đề rồi. Ai biểu ba mẹ mình khác nhau á làm chi? Mình không thèm nghỉ nữa đâu. Choi Chadu, đã tới lúc mày phải hành động rồi. Trước mắt là bữa tối nay, không biết nên cho mọi người ăn gì nữa đây. Không phải rồi, hay là mình kêu mì tương đen và thịt chua ngọt về cho mọi người ăn đỡ. Ngày mai thì kêu pizza và gà rán. Ê, thôi mặc kệ đi. Thưa mẹ con mơ. Quên mất, mẹ không có nhà mà. Chadu, con về rồi hả? Hả? Mẹ ơi, mẹ đang làm gì ở đây vậy? Làm gì là làm gì, đây là nhà của mẹ mà. Chadu, ba về rồi nè. Ba ơi, ba. Con sao vậy? Hả? Bà xã. Ngọn gió nào đã đưa anh về sớm quá vậy? Thì anh lo mấy đứa nhỏ nhà có một mình cho nên. Bà xã ăn đi. Thôi anh ăn đi, đã ốm vậy còn nhường làm gì. Nếu ba mẹ không ăn thì để cho con ăn đi. Cái đó là để cho mẹ ba con. Thôi được rồi, anh ăn đi. Thôi em mau ăn đi. Được rồi các em, lớp chúng ta hôm nay có thêm một bạn mới tên là Trang Sơn Hun. Sơn Hun vẫn còn ngại ngùng nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy nha. Yeah! Để cô xem thử còn bạn nào trống không nè. À đúng rồi, bên cạnh Chadu còn một chỗ trống kìa. Hả? Sơn Hun à, em tới chỗ đó ngồi đi. Hôm nay em chưa có sách thì coi chung với Chadu nha. Không thể tin là nó ngồi cạnh cha đâu, nhìn giống như con gái vậy. Mình thích cha đâu. Tại sao bạn ấy còn ngồi đó mà không chịu mặc đồ tập thể dục vô vậy? Thì hôm nay là ngày học đầu tiên, chắc là bạn ấy chưa chuẩn bị đồng phục thôi. Được rồi, tất cả các em im lặng. Ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ chơi môn bóng đá giống như chúng ta biểu quyết bữa trước ha. Dạ thưa cô, tụi em còn có thêm một bạn nữa. Có thể kêu bạn đó ra chơi được không? Sơn Hun hả? Ba mẹ bạn ấy nói Sơn Hun vốn sức khỏe không được tốt nên cô nghĩ bạn ấy không thể chạy được đâu. Cô nghĩ là chúng ta hãy bớt ra một người có được không? Gì chứ, lần đầu nhìn em đã biết ngay bạn ấy là một người yếu đuối rồi. Chắc là Sơn Hun đã bị mắc căn bệnh gì đó rồi. Thật tội nghiệp bạn ấy. Nếu không thể chạy được thì có thể chơi được gì nữa? Bởi vì hôm qua trời mưa, sân vẫn còn trơn trượt. Các em đừng chạy nhanh quá, coi chừng té nha. Bùn đất dính đầy vô tay của mình rồi. Chắc có lẽ mình phải xin cô giáo chuyển chỗ ngồi mới được. Đáng lẽ hôm nay mình không nên ra đây, lẽ ra phải nên ngồi ở trong lớp mới đúng. Không được
Vì hôm qua mưa lớn nên giờ có nhiều ốc sên ghê. Đây nè. Giờ tập thể dục mà giống như là bạn thì chán lắm luôn. Chơi với nó đi ha. Sao không đóng được vậy nè? Mình cho bạn đó, hộp bút đầy quá, không còn chứa được thêm nữa rồi. Vậy là được rồi nè. Sao bạn chẳng hiểu ý mình gì hết trơn vậy? Ở nhà mình còn nhiều viết lắm, cho nên bạn cứ cầm lấy đi. Thật hả? Trước giờ mình chưa thấy cây viết nào đẹp như vậy. Chắc là mất tiền lắm đúng không? Dù sao con cảm ơn nha. Nè, bạn thích thì cứ ăn đi. Nghe nói đây là lần đầu bạn đến nhà của cha Đu đúng không? Đúng vậy, đây là lần đầu. Sao vậy? Bạn đã đến nhiều lần rồi hả? Mình đã đến nhà cha Đu nhiều lần rồi. Những lúc có bài tập nhóm giống như hôm nay, tụi mình cùng một nhóm học tập mà. Vậy hả? Nè, lần này còn lục tủ lạnh nhà mình nữa là bạn biết tay mình đó. Mau biết chưa? Thưa cậu chủ. Mời cậu chủ lên xe. Dạo này có vẻ như cậu chủ đã đi bộ hơi nhiều, cho nên ông chủ và bà chủ cảm thấy rất lo lắng. Nhưng mà con thích đi bộ hơn. À đúng rồi, vậy thôi cũng được. Hôm nay con sẽ đi cùng với các bạn của con. Ông ơi, đối với bạn Don Don, ông làm như vậy. Nè ông ơi, còn con thì sao? Hôm nay con cũng phải tới nhà cha Đu để làm bài tập mà cho con đi với. Con cầm lấy cái này. Đây là cái máy chơi game đời mới nhất luôn đó. Lần này con có thể làm bài tập một mình được không? Ông ơi ông, bạn ấy cũng sẽ tới nhà của con luôn đó. Đôn đôn à, lên xe đi. Không cần đâu, hôm nay mình muốn làm bài tập ở nhà một mình. Mai gặp lại nha. Mẹ ơi, con về rồi. Dạ con chào cô. Mẹ ơi, đây là bạn Sơn Hun mới chuyển tới lớp của con. Hôm nay tụi con sẽ làm bài tập chung với nhau đó mẹ. Ôi trời ơi, nhìn cháu dễ thương quá. Chị cha đủ ơi. Hai đứa em bữa nay bị cái gì mà lạ quá vậy hả? Hôm nay chị phải làm bài tập nên đừng có vào phòng của chị đó nghe chưa. Vậy thì tụi em sẽ cùng làm bài tập với chị không được sao? Em của bạn đáng yêu quá. Thật sự rất đáng yêu. Nè trời mi mi, em tô màu lem đó phía ngoài như vậy bây giờ phải làm sao đây? Nè nè, hãy nhẹ nhàng thôi. Sao bạn lại ký đầu trẻ con như vậy chứ? Bạn không biết thì đừng có nói nữa. Em ấy rất nhiều lần vi phạm như vậy rồi. Bạn đừng lo về chuyện đó, lấy màu khác ra sửa là được thôi mà. Nhưng mà ở trong hộp màu này không có màu hồng và màu đỏ. Thôi được, nếu vậy hai em có muốn đến nhà của anh chơi không? Chúng ta đến đó rồi chúng ta làm bài tập tiếp. Và anh sẽ cho hai em mượn màu. Thật vậy sao? Định đi đâu vậy hả? Chưa làm xong bài tập mà. Nhà mình có nhiều thứ ngon lắm á. Ủa sao ngồi đó? Bộ không tính đi hả? Coi nào, hãy vào nhà thôi. Cô mời tất cả vào nhà. Chà, còn chắc là cha Đu mà Sơn Huynh hay nhắc tới đúng không? Cả hai em của cha Đu nhìn cũng thật là đáng yêu. Con chào cô. Mẹ ơi, nhớ mang nhiều bánh kẹo lên cho con nha. Chúng ta lên lầu đi, phòng mình ở tầng 2 đó. Chị ơi, hành lang này còn rộng hơn hành lang ở trường học nữa. Nhìn cái này đi mấy chị ơi. Chính là cung điện, là cung điện.
con ốc sên kìa. Được rồi, chúng ta hãy đi làm bài tập tiếp đi nha. Đợi chút, vậy là sao hả? Shadow à, bạn đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ là mình sợ nếu mình bỏ đi thì nó sẽ chết. Bạn bắt con ốc sên mập ú đó ở đâu vậy? Người ta nuôi chó và mèo thì nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy có người nuôi ốc sên á. Nhưng mà nó sống một mình trong cung điện vậy hả? Thì đây chính là cung điện của Puran mà. Nó cũng có tên nữa sao? Vậy thì đem tới trường đi. Cái gì? Bởi vì sáng nay mình nhìn thấy có rất nhiều ốc sên ở bãi cỏ trong trường á. Chúng ta tới đó tìm bạn cho Puran đi. Nó sống một mình ở đây thì sẽ cô đơn và đáng thương lắm. Phải rồi ha. Dù sao thì Puran cũng cần phải đi dạo một chút đó. Như vậy có nghĩa là bây giờ tụi em phải về nhà luôn hay sao? Không có đâu. Trong khi anh và chị Chadu lên trường để bắt ốc sên thì tụi em ở đây chơi và ăn bánh nha. Thật vậy chứ? Thật là tuyệt quá. Nè, ngồi tạm ở đây nha. Hãy tìm nhẹ nhàng thôi nha. Bọn ốc sên này hay trốn ở dưới đám lá lắm. Vậy hả? Mình biết rồi. Hình như ở chỗ này không có đâu. Chờ một chút đi, bạn đã tìm kỹ chưa? Cẩn thận. Corona. Rồi Shadow, Trang San Hun. Hai bạn làm cái gì ở đây vậy? Coi kìa, thì đã lại chơi với ốc sên hả? Rảnh quá. Đừng quan tâm tới tụi mình, bạn cứ lo chơi bóng tiếp đi. Đối với mấy người không thể chạy nhảy giống như bạn á, thì chỉ có cách là chơi với con gái mà thôi. Bạn cũng muốn chơi lắm nhưng không ai muốn chơi với bạn, nên chỉ biết đứng đó với trái banh của mình thôi chứ gì. Gì hả? Dám nói như vậy sao? Nói xong chưa đồ con gái? Lý Dương Sắc. Không phải là bạn tới để lấy banh sao? Vậy thì không mau lấy đi chứ, còn muốn gây sự nữa hả? Trời Shadow, trời, nó đến đây chưa bao lâu mà bạn đã binh vực như vậy rồi đó hả? Bạn nói cái gì? Mình binh vực ai chứ hả? Ngay cả việc cậu ta nhàm chán như thế nào mà bạn cũng thật sự không biết luôn sao? Hãy mau tỉnh lại đi cho Shadow. Bạn ghen tị hả? Bạn nói gì? Xin lỗi, quên mất là bạn không được bình thường. Trang Sơn Huôn, bạn nói xong chưa vậy? Hãy coi đi. Puran à. Hãy tránh ra mau. Gì hả? Chỉ vì một con ốc sên mà đau lòng tới vậy luôn sao? Gì vậy? Đứng dậy, mình không bỏ qua chuyện này đâu. Bạn tính làm cái gì vậy hả? Chadu à. Mình không thể chịu đựng được nữa. Chadu à. Bây giờ hãy để cho mình giải quyết. Mau tới đây. Đau quá Chadu. Mày bạn dám đối xử với nó như vậy hả? Đồ lớn. Ở ngay đây mà. Mình nhắm mắt lại và đếm đến 10. Khi mở mắt ra thì Zippy đã biến mất rồi. Có khi nào Zippy cũng đang chơi trốn tìm với chúng ta không? Shadow ơi, Zippy là một chú chó con đó. Bạn nói cũng phải ha. Minchi à, có khi nào nó đã bị bắt cóc rồi không? Bắt cóc sao? Đúng vậy, mình nghe nói người ta bắt cóc chó con bằng cách dùng đồ ăn để dụ dỗ nó đó. Mình cũng nghe nói vậy. Những chú chó bị bắt cóc sẽ... Mình biết mà. Tính ra thì Zippy cũng là bạn của mình nữa mấy anh chơi à. Những gì bạn nói có phải thật không vậy? Sao mình không nghe nói Zippy là bạn của Shadow ta? Các bạn biết gì mà nói chứ. Tình bạn của mình với Zippy là một tình bạn vô cùng đặc biệt đó.
Các bạn không biết được đâu, Jeppy và mình đã chia sẻ rất nhiều kỷ niệm đặc biệt. Minchi à, trong thời gian dì ra nước ngoài, con hãy chăm sóc cho Jeppy giùm dì nha. Jeppy dễ thương quá. Jeppy như kẹo bông gòn vậy, bạn thấy có đúng không Minchi? Đúng là rất giống kẹo bông gòn. Chadu à. Nhưng mà lại không có mùi vị giống như kẹo bông gòn. Xin chào nha Jeppy, mình sẽ làm cho bạn thật là xinh đẹp. Bạn đừng có cử động mà. Xong, đây chính là mẫu kẻ sọc. Mình muốn xin lỗi bạn về chuyện lần trước. Hãy để mình tặng cho bạn một nụ hôn xem như là xin lỗi nha. Nè, xin lỗi vì lừa bạn nha Jeppy. Mình mang đồ ăn tới cho bạn nè. Rồi, chụp lấy. Vậy chúng ta có nên đi báo cảnh sát không? Không cần gọi đâu. Tụi mình hãy thành lập một đội điều tra đặc biệt để đi tìm Jeppy. Mình nghĩ bạn không cần phải làm vậy đâu. Không hề gì, tụi mình thật sự muốn đi tìm Jeppy về cho bạn mà. Tụi mình hả? Sao lại là tụi mình? Các bạn à. Có vấn đề gì hay sao? Các bạn không muốn giúp hả? Đâu có, tất nhiên là tụi mình muốn giúp rồi. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nhưng chúng ta tìm Jeppy bằng cách nào hả? Chắc chắn là kẻ bắt cóc vẫn chưa đi xa. Ý bạn là sao chứ? Thì bằng chứng chính là phân của Jeppy ở ngay đây. Các bạn không thấy sao? Nó vẫn còn rất ấm. Chadu à, chắc chắn nó chỉ mới được thải ra trước khi Jeppy mất tích. Cho nên đây chính là đầu mối quan trọng nhất. Phân mà là một đầu mối quan trọng sao? Ngạc nhiên thiệt luôn. Ý bạn nói là Jeppy vẫn còn ở gần đây đó hả? Đúng rồi đó. Theo như mình nghĩ, kẻ bắt cóc đã có mặt ở đây và nhân lúc chúng ta chơi trốn tìm thì ra tay. Mình nhớ khi chúng ta đang chơi, có một ông lão ngồi ở đằng kia kìa. Hình như còn có một người giao hàng nữa đó. Và cuối cùng là một chàng trai bí ẩn. Chính vì vậy, chúng ta có thể xác định kẻ bắt cóc chính là một trong số đó. Bà còn chờ cái gì mà chưa đi nữa vậy? Tới lượt bà ra bài rồi kìa. Cái gì vậy? Không đi là tôi đi nha. Bạn có thấy cái gì không giả chát đâu? Chịu khó một chút đi. Mình nghĩ là mình đã thấy ai đó rồi. Mấy bạn đừng có nhúc nhích mà. Tôi đang rất là may mắn. Mình đã nói là đừng nhúc nhích rồi mà. Hay quá, dáng này coi như xả. Ông không thể như vậy được. Mấy cái đứa này, bà biến đi. Chadu à, còn Jeppy thì sao? Hồi nãy mình đã nhìn kỹ rồi nhưng không thấy Jeppy ở trong đó. Vậy ông cụ ở tiệm cầm đồ không phải là kẻ bắt cóc rồi. Kẻ tình nghi tiếp theo là người giao thức ăn Trung Hoa. Làm sao chúng ta tìm được người giao thức ăn Trung Hoa đó đây? Nhìn bên kia kìa. Chúng ta qua bên đó đi, tiến lên. Cái thùng bị khóa rồi. Các bạn có phát hiện được gì không? Không có. Shadow thì sao hả? Mọi người ơi, Shadow đâu? Sao không thấy nữa?
đang nói gì vậy cô bé? Hãy trả Zippy cho tụi em. Em xin anh đừng làm hại Zippy. Vì em dặn em phải chăm sóc cho nó thật tốt. Nhưng mà Zippy là cái gì mới được chứ? Đó chính là con chó của Minji. Xin lỗi mấy đứa, anh vừa ứng với chó cho nên chỉ cần nghe chữ chó là anh sẽ bắt đầu nhảy mũi liền. Chạy chạy mà thiệt là ô nhiễm quá đi mà. Mà nè, hôm nay con nấu món gì đó đặc biệt đúng không? Dạ, con định chia phần cho mấy chú chó con của con. Hết mấy chú chó con sao? Nếu vậy thì con chỉ cần luộc nó với tỏi và hành lá thôi là được rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Nếu có gì không biết con sẽ quay lại hỏi nữa. Gặp lại cô sau nha. Được rồi. Nhìn anh ta rất giống người mà Dodo nhắc tới. Và cũng là kẻ tình nghi cuối cùng. Nhìn anh ta có chút đáng sợ đó. Sẽ gặp phải chuyện gì đây chứ? Minji à, đừng có lo mà, mình sẽ giải cứu Zippy bằng mọi giá. Chắc chắn đó chính là nhà của anh ta. Đội điều tra, chúng ta hãy cùng tiến lên bắt kẻ tình nghi. Nè, các bạn bị làm sao vậy? Mình thấy sợ lắm, mình nghĩ là chúng ta nên báo cảnh sát đi cho đâu. Ý các bạn muốn nói là các bạn sẽ đứng ở đây và nhìn Zippy gặp nguy hiểm có đúng hay không? Tụi mình đâu có nói như vậy đâu. Anh ta chính là thủ phạm. Zippy à. Yeah, chạy thôi. Xin chào, xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi nhận được tin báo về việc có chó mất tích. Tôi có thể kiểm tra thứ được nấu ở trong nồi không? Tất nhiên. Nói vậy những chú chó này là... Chúng đều bị chủ bỏ rơi. Tôi thấy tội nghiệp nên định nấu súp cho chúng ăn. Tôi nghĩ mấy đứa trẻ đã hiểu lầm anh rồi. Tụi em xin lỗi. Mấy đứa muốn gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Anh không phải là người xấu đâu mà. Đồ sơ à, mày đã đi đâu vậy? Tao tìm mày quá trời. Zippy của mình đang ở đâu? Zippy à, mày đã đi đâu vậy? Thiệt ra Zippy đã có bạn gái rồi hả? Có bạn gái sao? Vậy Zippy không phải là con gái hả? Hai không phải đâu. Zippy là con đực á. Nói vậy có nghĩa là Donsơ là... Đúng rồi á, Donsơ là con cái. Zippy à, Donsơ à. Cả lớp mở sách giáo khoa trang 12, các em sẽ thấy một phần của bài học về cách cư xử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần này nha. Hả? Là ai đã làm? Là Choi Chanu đó con. Lại là em nữa sao? Em cũng biết là không được ăn trưa trong giờ học mà. Xuống cuối lớp đứng. Tại em thấy đói bụng nên mới ăn sớm một chút thôi, em xin lỗi cô. Ngay cả khi đang đói thì em cũng phải tập trung vào bài học trên lớp chứ. Đi xuống cuối lớp đứng cho cô. Dạ. Bà nội thật đáng sợ. Trời ơi mẹ ơi, mẹ lên chơi với tụi con là vui rồi, sao lại còn xách nhiều đồ lên như vậy làm gì cho mệt hả? Tụi con đi học về rồi.
Mấy đứa con mau vô chào bà đi, nhanh lên, bà nội mới lên chơi đây nè. Ôi trời, mấy đứa cháu bé bỏng của bà lớn nhanh quá. Dạ, tụi con chào bà mới lên. À, bụng con no căng rồi nè, không thể ăn thêm được. Con cũng ăn no rồi. Con nữa. Mẹ ơi, tụi con có thể ăn bánh mà bà đem lên được không? Trả lời cho mẹ, mấy đứa đã ăn xong hết chưa vậy? Dạ xong rồi. Wow, đây là bánh vị dâu yêu thích nhất của mình. Nhìn nó hấp dẫn thiệt á. Nói cho bà nghe xem, ba đứa các con đang làm gì với cái bánh kem vậy? Dạ, tụi con đang muốn ăn bánh. Nhưng mà các con không thể ăn bánh kem trước khi ăn xong bữa tối, như vậy không tốt. Con ăn xong bữa tối rồi mà bà. Con cũng vậy. Chúng ta cùng kiểm tra nha, để bà coi trong chén của Chadu còn bao nhiêu hộp cơm. 1, 2, 3, 4. Chadu, chén con còn nhiều quá. Con có chắc là con đã ăn xong bữa tối chưa? Đó chỉ là... Con vẫn còn nhỏ, phải cố gắng thay đổi để không hình thành một thói quen xấu. Các con có thể ăn bánh để tráng miệng sau khi ăn xong bữa tối có được không? Dạ được. Mau qua đây đi các con, chỉ cần các con ăn hết cơm trong chén của mình là có thể ăn bánh được rồi. Trời Chadu, mẹ luôn nói con phải ăn hết cơm ở trong chén của mình mà, sao không chịu nghe lời? Bà ơi, con muốn phải được ăn bánh kem ngay bây giờ. Nếu như con cứ như vậy, bà phạt con đó. Con đã lớn rồi, con sẽ chọn ăn bất cứ thứ gì mà con muốn. Trời Chadu, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Chadu à, hôm qua có chuyện gì vui không kể cho mình nghe chứ? Bà nội của mình lên chơi và tặng cho mình thêm mấy nếp nhăn đó. Tại sao? Bà không ngừng cằn nhằn mình, không có lúc nào là bà chịu để cho mình yên hết. Nhưng nếu bạn không ăn hết những thứ trong hộp cơm trưa của mình, bạn sẽ gặp rắc rối đó. Á, Minji à, cơm trưa của bạn có xúc xích nữa hả? Đó là món mà mình thích nhất luôn á. Thật sao? Vậy bạn ăn chung với mình đi. Cảm ơn nha Minji à, bạn là người bạn tốt nhất của mình. Con đã về nhà rồi. Mẹ đã nói là không được quăng hộp cơm rồi mà. Ôi trời, con bé chùa đậu lại nữa rồi nè. Có chuyện gì vậy mẹ Chadu? Con bé Chadu nhà mình kén ăn quá mẹ ơi. Cứ hễ nó không thích ăn cái gì là nó chùa lại cái đó. Không thể để chuyện này tiếp diễn. Mẹ muốn làm gì nó? Thôi con chúc mẹ may mắn nha. Cảm ơn con. Trong nước mắt của tôi quá quá quá. Mấy đứa nhóc kìa, lập tức tắt tivi cho bà. Tại sao vậy? Anh ấy là ca sĩ nổi tiếng nhất hiện giờ đó bà. Tắt tivi đi, bị rơi xuống hố lửa sao không biết leo lên mà còn đứng đó la hét. Nếu các con cứ tiếp tục coi những thứ này, chắc chắn tương lai các con cũng sẽ rơi vào hố lửa. Siêu robot cây. Không được, mấy con quái vật này mang theo những chiếc sừng ma quỷ, bà phải cứu các con khỏi hành động bạo lực không ý nghĩa này. Chuyển. Không được, cũng không được luôn. Không được, thật sự là quá loạn. Đây chính là âm thanh của quê hương bạn. Âm thanh này phát ra từ một con suối ở Gerigen, tức là năm luôn. Đúng rồi, chính là nó. Các con thuộc xuyên xem cái này sẽ có tâm hồn thanh tịnh và hạnh phúc. Các cháu của bà sao rồi? Biến hình, siêu robot K. Bà nội kia. Không phải bà đã nói là các con phải có chương trình lành mạnh sao? Tại gì? Chadu, con lập tức tắt tivi cho nội. Nếu muốn trở thành cô gái tốt thì phải nghe lời bà. Dân danh công lý, siêu robot.
Có vẻ như bà đã gặp được đối thủ của đời mình. Bà không biết có nên thử phương án cuối cùng với cháu gái mình hay không. Con có biết con đã sai cái gì chưa? Bà nội ơi, cởi trói cho con. Cởi trói cho con đi mẹ. Bà không thể nhắm mắt làm ngơ khi trong nhà có một đứa trẻ không biết cách cư xử. Không ngờ cái đai lưng của mình lại hữu ích đến vậy. À! Con không phải siêu nhân nên không thoát được đâu. Chadu, đứng lại đó. Con không thích, con sẽ ra ngoài tìm người cởi trói giùm cho con. Bà đã nói là đứng lại. Con bé có tỉnh trung ở đâu chứ? Chadu à, cho bà xin lỗi. Giờ chúng ta về nhà con nha. Con không thích, con sẽ không bao giờ về nhà nữa. Ba mẹ con đang ở nhà mà, tại sao lại không về chứ? Bởi vì có bà nên con mới không muốn về nhà đó. Chadu à, con thật sự ghét bà vậy sao? Đúng vậy, con ước gì bà biến mất và không xuất hiện nữa. Chadu à, bà làm những điều đó cũng là vì muốn tốt cho con mà. Mẹ ơi, khuya lắm rồi, mẹ cũng nên đi ngủ đi à. Mẹ không sao, con cứ ngủ trước đi, lát nữa mẹ ngủ. Ôi, mẹ thiệt là. Con đã đưa bà ra ga rồi, con cần tìm bà có chuyện gì không con? Dạ ga, bà thật sự sẽ về hả mẹ? Yeah, tự do rồi. Nghe tin bà đi về mà con vui tới như vậy luôn hả con? Dạ phải, con sẽ không bị càm ràm và muốn coi gì cũng được. Con biết sao bà nội nghiêm khắc như vậy hay không? Đó là vì bà của con từng là giáo viên dạy lễ nghi trong suốt một thời gian rất dài. Bà nội từng là một giáo viên dạy lễ nghi hả mẹ? Mẹ nói xảo con làm gì? Tuy nhìn bề ngoài bà nội hơi đáng sợ, nhưng con nên biết là bà nội thương con nhiều như thế nào. Ê, không phải như vậy đâu. Mấy đứa nhóc tụi con chỉ nghĩ rằng ai thích mình thì mới ủng hộ cho mình, có đúng vậy không? Nhưng khi con ra đời, bà nội là người đầu tiên đến bệnh viện thăm con, ôm con trong tay và bà còn vui tới mức nhảy chân sáo nữa kìa. Bà đã nhảy chân sáo luôn hả mẹ? Bà của con không có giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc nên lúc nào cũng nhìn nhăn nhó khó chịu vậy thôi. Nhưng con nên biết rằng bà rất thương con đó. Hôm qua con dầm mưa bị sốt, bà nội là người đã thức suốt đêm chăm sóc cho con. Vậy nên đừng có giữ mấy cái suy nghĩ là bà rất ghét con, đồ ngốc. Tối qua mẹ không chăm sóc cho con sao? Tại sao mẹ phải làm điều đó chứ? Mẹ cần phải đi ngủ mà. À, con đã ăn no lắm rồi. Bà làm những điều đó cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Bà nội ơi. Ha ha ha.
Ngôi nhà yêu dấu của mình. Chắc cũng phải 2-3 tuần mới có thể sửa xong được. Phải mất 2-3 tuần lận sao? Vậy trong thời gian đó chúng ta phải sống ở đâu đây? Chadu à, trời đất, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Chadu à, tối qua nhà của mình bị sét đánh trúng đó. Ủa? Ôi, nhà bạn bị làm sao vậy? Công nhận nhìn nó hoang tàn ghê. Nhà mình bị gì không liên quan tới bạn nha, mau đi học đi. Chadu à, giờ bạn đi ăn bánh gạo cay với mình hay không? Mình sẽ mua cho bạn. Thôi khỏi đi, mình không đi đâu. Bây giờ mình không muốn ăn cái gì hết á. Hay là tới nhà của mình đi, tụi mình sẽ ăn gì đó ngon ngon rồi làm bài tập. Thôi không cần phiền bạn đâu, mình chỉ thấy hơi mệt thôi à. Ngày mai gặp lại nha. Theo tình hình này thì không ổn chút nào, tụi mình phải nghĩ cách gì đó mới được. Thì mình cũng đang nghĩ cách nè. Cha đâu ơi, chị Choi có ở nhà không? Bạn kiếm mình có gì không sao ngôn? Ồ, chào chị, ngọn gió nào đưa đẩy chị tới nhà của chúng tôi vậy? Sơn Hun có kể cho tôi nghe chuyện nhà của chị, chắc là bất tiện lắm có đúng không? Đành chịu thôi, chúng tôi chỉ cần cố gắng cho đến khi nhà sửa xong là được rồi. Nhưng mà chị tới đây có chuyện gì không hả? Dạ không giấu gì chị, nhà chúng tôi còn rất nhiều phòng trống, mời gia đình chị đến ở chung cho đến khi nào nhà sửa xong. Ồ, thật sự rất cảm ơn lời mời của chị, nhưng làm như vậy sẽ mang đến nhiều gánh nặng cho chị lắm. Dạ không sao đâu, cứ xem như bác đang đi thăm nhà họ hàng của mình thôi. Chuyện này đối với chúng tôi không có gì phiền phức đâu, vậy nên chị và gia đình cứ suy nghĩ thật kỹ đi nha. Dạ. Không lẽ phải ở nhờ nhà họ sao? Nhưng mình sẽ mang thêm gánh nặng cho họ. Chuyện đó là chắc rồi, dù Chadu và Sơn Hun là bạn thân của nhau. Mẹ ơi, hả? Sao Barbie vẫn còn chưa ngủ nữa? Đau bụng quá. Con bụng vậy hả? Sao tự nhiên mấy đứa lại bị đau bụng hết vậy? Con đau quá đi mẹ ơi. Tôi chết rồi, hồi nãy em cho tụi nhỏ uống sữa để trong tủ lạnh, chắc là sữa bị hư rồi. Hả? Tủ lạnh làm gì còn điện? Sao em lại bất cẩn tới vậy chứ? Rồi, như vậy là xong. Đang là mùa hè, chỉ cần phải cẩn thận hơn với thức ăn nha. Dạ. Chúng tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Quá, tuyệt vời quá. Xin chị yên tâm, chúng tôi sẽ không gây phiền phức cho nhà chị đâu. À, không đâu, không phiền phức gì hết. Tôi rất vui khi cả nhà mình đến. Tôi đã chuẩn bị phòng ở tầng trên cho mọi người rồi. Cả nhà cứ để đồ lên đó rồi xuống ăn tối. Trời đất ơi, chị không cần phải làm nhiều món tới như vậy. Đâu có gì đâu mà nhiều. Những gì tôi phải làm chỉ là sắp thêm mấy chỗ ngồi cho mọi người thôi. Mấy đứa ăn tự nhiên đi nha. Dạ. Ôi trời ơi, chị dậy sớm vậy. Chị đang làm gì đó? Ờ kìa, mẹ Sơn Hun đã dậy rồi hả? Dạ, tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đó. Đã ở nhà của chị rồi, tôi không thể phiền chị nấu ăn cho chúng tôi được. À, ôi trời ơi, nấu nhiều vậy sao ăn hết? Bình thường tôi cũng nấu nhiều như vậy mà. Chị không cần lo đâu, chắc chắn mọi người sẽ ăn hết. Dạ. Ai trời đất ơi, lần cuối mình coi phim là khi nào vậy ta? Mở thử xem. Không ai có thể xen vào giữa chúng ta. Thật là tuyệt vời, màn hình lớn đến nỗi có cảm giác như diễn viên sắp nhảy ra ngoài luôn vậy. À, chị đang xem TV hả? À, đúng vậy, tôi mới xem coi chút.
À, ra là chị thích phim truyền hình. Thực ra thì cũng không thích lắm đâu. Tôi thích xem phim tài liệu giáo dục nhiều hơn. Vậy thì chị chuyển kênh khác đi nha, tôi không biết dùng cái này. Tóm lại, chúng sống về đêm với thính giác và khứu giác nhạy bén, nhưng thị giác rất yếu. Chúng ăn rắn, ếch, chim, côn trùng, chuột và thậm chí là thỏ. Lúc nguy hiểm chúng cực kỳ. TV càng lớn, nhìn càng đáng sợ hơn. Nhưng mà như vậy thì mới càng thích đó con à. Shh, nhỏ tiếng trốn thôi, mọi người sẽ làm phiền tới mẹ Sơn Hun đó. Chắc là mình nghe lầm rồi. Đám nhóc các con đã làm cái gì vậy hả? Có biết là nó mắc lắm hay không? Mấy cái đứa phá mắt này. Barbie à, khi nào con thấy mẹ của Sơn Hun xuất hiện thì báo liền cho mẹ nghe. Có nhớ hay không hả? Dạ. Mau lên, mau lên đi chị. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Nhưng mà keo khô hết rồi, bóp không ra nữa nè. Thiệt là, đưa đây cho mẹ. Mẹ sẽ dùng lực nặng nó ra cho con. Con tay của tôi mẹ nè. Ơi. Cha Đu ơi, Mimi ơi. Bộ anh bị điên rồi hả? Giờ là lúc nào rồi mà cũng uống say tới như vậy? Ê, thật ra anh cũng đâu có muốn uống đâu. Nhưng mà cả phòng cứ mờ nhiệt tình quá. Mà các con của anh ngủ hết rồi hả? Cha Đu ơi. Im nghe chị. Cảm ơn chị đã làm bữa sáng cho mọi người. Không biết chị có thoải mái khi ở đây không? À, rất là thoải mái. Cảm ơn chị đã cho chúng tôi cảm giác như là đang ở nhà. Bây giờ tôi với Sơn Hun có việc phải ra ngoài rồi. Chúng tôi sẽ về trễ lắm nên không cần chờ. Cả nhà cứ việc tự nhiên dùng bữa tối đi nha. Chị cứ đi vui vẻ, không cần lo cho chúng tôi đâu. Wow, giờ chúng ta có thể xem hoạt hình được rồi. Mấy đứa mau về phòng làm bài tập cho mẹ. Chị ơi, em định tắm cho gấu teddy của em. Chị có thể giúp em không? Thế chị đang bận rồi. Tụi mình cùng tắm nha gấu ơi. Bây giờ mình có thể xem mấy tập phim được rồi. Bà xã ơi, anh về rồi nè. Ôi, anh bị cái gì vậy? Tại sao lại đi uống rượu nữa hả? Chào chị dâu. Anh dẫn họ về nhà để cùng uống thêm mấy chai nữa đó em à. Cái gì vậy trời? Đó là rượu có đúng không? Để coi nào. Chà. Ê, nhìn có vẻ ngon à. Trời ơi, ông xã ơi, anh có biết chai này bao nhiêu tiền không vậy? Bỏ ra. Ngày mai mua chai mới thay vô là được rồi mà. Không được, anh bao bỏ ra đi. Chị dâu ơi, vệ sinh ở đâu vậy chị? Em đã nói là anh nói là không sao rồi mà. Chúng ta sẽ mua lại cho họ chai khác. Trời ơi. Chị dâu ơi, chúng tôi thực sự xin lỗi nha. Sao ồn ào quá vậy? Ha, chắc là ba đi làm về rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Ông xã ơi, để mình thử coi nó ngon tới mức nào nha. Đã nói là không được rồi mà. Ôi trời đất ơi, anh làm cái gì vậy? Ông xã ơi, mau dừng lại đi. Ôi trời ơi, anh đừng có gây rối nữa mà. Ủa, sao lạ quá vậy? Sao mọi người lại tắt hết đèn rồi? Thành thật xin lỗi chị, chúng tôi đã cố gắng dọn dẹp thật sạch sẽ, nhưng chúng tôi không thể ở lại nhà chị lâu hơn nữa.
cảm ơn chị vì tất cả mọi việc. Bà xã, em đã để lại lời nhắn xin lỗi cho họ rồi, có đúng không? Em đã viết thư để lại cho chị ấy rồi. Ngày mai sẽ gọi điện để xin lỗi lần nữa. À, cơm ngon quá mẹ ơi. Ở nhà mình bao giờ cũng là tốt nhất. Thôi chết, con đang tắm cho rối tết đi, nên em mới còn ở trong nhà vệ sinh. Ngày mai mẹ sẽ qua đó lấy cho con. Nhưng mẹ ơi, con không nhớ mình đã tắt vòi nước chưa? À, con mới nói gì? Trong này có tiếng gì vậy ta? Chắc các em biết hôm nay là ngày đặc biệt của trường ta đúng chứ? Cô muốn giới thiệu một người. Em ấy là cựu học sinh của trường chúng ta, em Ohanen. Chào các em, chị là Ohanen. Chị đẹp quá à. Trước đây chị đã từng là học sinh của trường chúng ta và bây giờ đang làm việc ở hãng hàng không Nụ Cười. Rất vui khi được gặp các em. Chúng em chào chị ạ. Hôm nay chị đến đây là để chia sẻ với các em những kinh nghiệm và kiến thức của mình về nghề tiếp viên hàng không. Lịch bay của chị rất là dày đặc, thậm chí có những ngày chị phải ăn sáng ở Thụy Điển và ăn tối ở Pháp. Nhưng chị cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Bữa sáng ở Thụy Điển và bữa tối ở Pháp sao? Chị ơi, cho em hỏi, có gì cách đặc biệt nào mà chị nhớ hay không vậy? Đương nhiên là có chứ. Mấy năm trước chị đã được vinh hạnh gặp tổng thống của nước Pháp trên một chuyến bay riêng của ông ấy. Ông ấy không biết nói tiếng Hàn, cho nên chị đã dạy ông ấy cách nói xin chào bằng tiếng Hàn. Chị đã gặp tổng thống nước Pháp. Và một lần khác có một vị khách bị lên cơn đau tim suốt cả chuyến bay luôn. Nhưng may mắn là cuối cùng bọn chị cũng đã cứu sống được anh ấy. Wow, mọi người ngầu thiệt đó. Có đúng không hả Minji? Trà đâu à? Đúng là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của mình. Cuối cùng chị muốn nói là vào mỗi kỳ nghỉ hàng năm của học sinh sinh viên nước ta, hãng hàng không Nụ Cười luôn tổ chức 3 ngày cắm trại đặc biệt. Nó dành cho những ai cảm thấy hứng thú trở thành tiếp viên hàng không. Chị hy vọng các em sẽ đến tham gia. Minji à, bạn đi đâu vậy? Mình đi đăng ký tham gia cắm trại đây. Sao mình có cảm giác là lạ vậy ta? Chadua, đi học thôi. Mẹ xin lỗi nha, lại để bạn đợi nữa rồi. Quá, Minji à, quần áo của bạn sao vậy nữa? Mình chỉ thay đổi cách ăn mặc thôi mà. Bạn thấy sao, nhìn mình có được không? À, tất nhiên là được rồi. Nhìn bạn rất là trưởng thành luôn á Minji. Cảm ơn bạn nha. Bạn cười lớn như vậy để làm gì chứ? Cái này không phải là cười lớn đâu Chadu, đó là mỉm cười. Từ giờ mình sẽ vì ước mơ của mình mà chuẩn bị mọi thứ. Ước mơ? Bây giờ mình đã biết lớn lên mình muốn trở thành ai rồi. Mình sẽ trở thành một tiếp viên hàng không, một bông hoa xinh đẹp nở trên bầu trời. Chadu ơi, bạn sẽ ủng hộ mình đúng chứ? Tất nhiên mình sẽ ủng hộ bạn rồi. Thưa quý ông, ngài muốn dùng loại thức uống nào vậy? Bạn nói gì ạ? Chúng tôi có coca, bảy ướp và nước cam, ngài chọn cái nào? Cô ơi, làm ơn cho tôi một ly bảy ướp. Tôi hy vọng dịch vụ của chúng tôi có thể giúp quý bà hoàn thành buổi học một cách thoải mái nhất. Mình nói nè Minji à, hôm nay tụi mình qua nhà của Sơn Hun để coi phim kinh dị đi. Làm sao đây? Hôm nay mình có buổi học đầu tiên ở trường ngoại ngữ Cang Nam rồi. Mình mới đăng ký học tiếng Anh đó. Cang Nam hả? Mình quyết tâm làm tất cả để thực hiện ước mơ của mình, cho nên khoảng cách không là gì cả. Tức là từ bây giờ bạn sẽ bắt đầu bận lắm, có đúng không Minji? Keep your chin up, Chadu. I am still your best friend. Bạn đang nói cái gì vậy? Đừng lo lắng nha, mình vẫn mãi là bạn tốt của bạn, Chadu à. Mình nói nè Chadu, chú của mình mới gửi cái này về. Hả? Mình mang theo để chia cho bạn nè. Mày thích nhất sô-cô-la mà có đúng không? Ê, trời ơi, có nhiều sô-cô-la quá đi à. Cảm ơn nha, mình nhất định sẽ ăn thật ngon. Sô-cô-la.
mà bạn thích ăn nhất đây nè. À, không, không được. Nếu ăn sô-cô-la thì mình sẽ bị béo phì giống Đôn Đôn mất. Cô Tiếp Viên ơi, cô có thể cho con một cái mền mỏng được không? Cô ơi, cô có thể mở nhỏ đèn ở đây được không? Cô Tiếp Viên ơi, tim của tôi đau quá đời. Quý khách ơi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cô Tiếp Viên ơi, tôi đã ổn rồi, không cần làm nữa đâu mà. Hên quá đi. Nhưng để sơ cứu đúng cách, bây giờ tôi sẽ đấm vào tim của quý cô. Không cần đâu, tôi đã nói là tôi khỏe rồi mà. Hên quá đi ạ, xém chút nữa là xong đời rồi. Cái này không được rơi vào tay bất kỳ ai khác ngoại trừ mình. Kính thưa quý ông và quý bà thân mến, hãng hàng không Nụ Cười xin được vinh danh Hoa hậu Hàn Quốc nhé. Có chuyện gì xảy ra với bạn ấy vậy? Mình nghĩ bạn ấy bị bệnh rồi. Ủa, Chandu đó hả? Chandu ơi, mình đã viết thư cho chị ơi và đã được chị ấy hồi âm rồi. Mình phấn khích quá đi à. Chị ấy nói mình sẽ là một tiếp viên hàng không rất là tuyệt vời đó. Chưa hết đâu, chị ấy còn nói sẽ dẫn mình đi tour khi tham gia cắm trại nữa. Chuyện này hơi bất ngờ, đúng là không thể tin được mà. Dạ, Chandu xin nghe. Chandu ơi, bạn đi chỗ này với mình có được không? Mình cần người phụ đóng gói đồ đạc. Vậy sao? Nhưng mà mấy ngày nữa mới diễn ra cắm trại mà. Mình cần đóng gói trước á mà. Cô giáo nói sẽ gọi cho mình để thông báo về địa điểm cắm trại đó. Nhưng mà mình nôn nóng quá, không thể đợi được. À, mình biết rồi, mình sẽ qua nhà với bạn liền. Chandu, bạn đi đâu vậy? Tại sao mình phải nói cho bạn biết mình đi đâu? Hả? Hành lý đó là sao đây? Bạn không đang định đi đâu hả? À, mình chuẩn bị đi cắm trại đó. Mình đã đăng ký bên công ty Nụ Cười và nhận được thông báo của họ. Thật ra thì mình chỉ đăng ký cho vui, ai ngờ lại duy nhất là người trong lớp được chọn. Bạn nói cái gì? Người duy nhất là sao chứ? Làm gì có chuyện đó hả? Ồ, bạn không biết chuyện này hả? Vậy còn Minji thì sao? Minji ơi, mình là Chandu nè, mở cửa cho mình đi. Minji à, mình nghe được mọi chuyện rồi, bạn đừng có buồn nữa, hãy ra đây nói chuyện với mình đi. Nè Chandu à, Minji nói bây giờ con bé không muốn gặp bất kỳ ai hết á. Nó đã nhốt mình ở trong phòng cả ngày nay rồi. Giờ phải làm sao đây? Con bé thật sự rất thất vọng. Minji à. À, Minji ơi, là mình nè. Mau mở cửa cho mình đi. Giờ không chịu mở cửa có đúng không? Được rồi, mình sẽ làm theo cách của mình. Xin lỗi nha. Minji à, ngừng lại đi. Chandu à, hãy để mình được ở một mình đi. Bây giờ mình không muốn gặp bất kỳ ai. Minji à, không được tham gia cắm trại nhưng vẫn có thể trở thành tiếp viên hàng không mà. Mình biết bạn rất trông đợi ngày này nhưng mà... Đâu phải chỉ trông đợi thôi đâu. Mình đã mơ về nó mỗi đêm, ba ngày cũng nghĩ đến. Mình biết mình không đủ tốt chất nhưng mình thật sự rất muốn đi mà. Mình đã rất hào hứng cho tới khi người mà họ chọn là anh Huy chứ không phải là mình. Mình tuyệt vọng quá trời. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Minji à, Minji à, bạn phải mạnh mẽ lên. Được rồi, bây giờ lần lượt từng em một lên xe, không được chen lấn nhau nghe chưa? Dạ. Các em nhớ cẩn thận đó nha. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm, Chandu à. Ừ.
Linh Hồi. Ủa, chuyện gì vậy? Mình đi thẳng vào vấn đề nha. Bạn có thể nhường cái vé đi cắm trại với nụ cười lại cho mình được không? Bạn nghĩ mình bị điên hả? Sao mình phải làm như vậy chứ? Bởi vì có một người thật sự cần tấm vé đó hơn bạn, Anh Huy à. Hãy nhường lại cho bạn đó đi. Ha, đúng là một tình bạn thật cảm động. Nghe bạn nói mà mình sắp khóc luôn rồi. Nhưng tiếc quá à, mình không có ý định nhường cái vé cho bất cứ ai hết. Mình biết ngay là bạn sẽ nói như vậy mà. Yên tâm đi, mình đã có một thứ để đổi cho bạn. Ủa, món đồ ở đây biến mất đâu rồi ta? Shadow giữ gìn nó còn hơn báu vật nữa kia mà. Bây giờ mình có cảm giác mình như là hoa hậu Hàn Quốc nhí vậy. Mình không cần cái Dương Mỹ ngu ngốc đó. Thật sự không cần. Nó chỉ là cái Dương Mỹ ngu ngốc. Nhưng nếu mình chỉ có thể đi cắm trại thì mình... Chanu ơi. Hả? Minji à, bạn về rồi hả? Cuối cùng bạn cũng về rồi. Vừa về là mình qua đây liền á. Mình có nhiều chuyện muốn nói với bạn lắm. Có thể nói đây là 3 ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha, Chadu. Để đền đáp cho bạn, mình đã sẵn sàng để thực hiện ước mơ của mình. Thiệt là tốt quá. Mình tin tưởng vào bạn. Nhất định bạn sẽ trở thành một nữ tiếp viên hàng không tuyệt vời cho coi. Mình nói nè, Chadu. Mình sẽ không trở thành tiếp viên hàng không nữa. Cái gì chứ? Mình đã biết được để làm việc ấy rất là khó khăn. Nhưng cũng chính vì vậy, mình đã quyết định sẽ trở thành một phi công. Lần này mình đã hoàn toàn chắc chắn rồi. Bạn sẽ ủng hộ mình đúng không? Tất nhiên rồi. Đây là cái gì vậy? Chanu à, có thể đó là... Để coi viết cái gì đây. Lá thư này sẽ mang tới cho bạn một sự may mắn không sao tả nổi. Theo truyền thuyết bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước ở nước Anh. Đây là một lá thư dây chuyền đó. Nếu trong vòng 4 ngày bạn không gửi đi 7 bản sao của nó, bạn sẽ gặp xui xẻo. Mình không có thời gian để sao chép nó thành 7 lần đâu. Là ai chứ? Rốt cuộc ai đã gửi lá thư này cho mình hả? Để mình giúp bạn tìm thủ phạm nha. Vật chứng duy nhất chính là lá thư này. Chỉ cần đem nó tới phòng khoa học hình sự lấy dấu vân tay là ra thủ phạm ngay. Vậy chúng ta làm bằng cách nào? Cái đó thì mình cũng không biết. Cãi đi, mình sẽ không tin vào mấy cái chuyện này đâu. Thư dây chuyền. Hôm nay lớp mình sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp sân trường. Vậy mà mình lại tới trễ rồi. Phân chó ở đâu ra vậy nè? Mình đã quên mang theo đôi dép để thay ra. Đất sét dành cho lớp nghệ thuật cũng không mang theo luôn. Không sao, trên đường đi mình vẫn có thể mua được mà. Nhưng mình cũng quên cái bóp luôn rồi. Bạn đang làm cái trò gì vậy? Đó là cái giá cho việc chế giễu em trai đô mắt của mình. Đây là bạn có đúng không? Mắt của bạn bị lét hả? Mình có chỗ nào trông giống nó đâu. Kìa, là người đó. Thiệt là đã trễ rồi còn gặp mấy cái chuyện gì đâu không à. Ủa nhưng mà mình đang ở chỗ nào vậy kìa? Trời ơi, nhưng tại sao lúc này còn lạc đường chứ? Nè, hôm nay lớp mình được chỉ định dọn dẹp sân trường. Mà sao giờ này bạn mới tới vậy? Xin lỗi nha, hồi sáng mình bị lạc đường. Bạn nói là bạn đã bị lạc đường á hả? Lại đúng vào ngày lớp mình phải dọn dẹp sân trường sao? Nhưng sao lại có mùi cá ở đây vậy cơ? Đúng rồi ha, người bạn ấy có cái mùi như phân chó và nước cống trộn lại vậy. Em đã quên mang theo tiêu rồi hả? Sáng nay lại còn đi trễ không làm vệ sinh lớp. Mau xuống cuối lớp đứng giơ tay lên cho cô. Lại là chơi cha đua sao?
Em có thể dùng bã của cục gôm để thay thế cho đất sét mà cô. Không sao chép lá thư nên bạn mới bị xui như vậy hay không? Có khi nào lại dạy thiệt không ta? Nhưng mà mình không tin mấy cái trò mê tín đó đâu. Cái này không phải mê tín mà là thư di truyền đó. Để đọc thử coi. Sao 4 ngày phải là 30 bản? Nếu để qua một tuần, bạn phải gửi đi là 100 bản. Một trăm bản lận hả? Cái này giống như là đang ngồi chép phạt em xin lỗi vậy. Hoàn thành rồi. Ủa, cái này là gì vậy con? Cha đu của chúng ta trưởng thành rồi nha. Hôm nay còn biết viết thư cảm ơn gửi cho ba mẹ nữa nè. Dạ, mọi người ăn nha, con phải đi học đây. Trời, cha đu! Con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ có đôi cánh tay rất là khỏe mạnh. Viết 30 lá thư sẽ không mất thời gian nhiều đâu. Mình cứ thấy sao sao á, chỉ vì muốn được giải thoát mà khiến cho bạn học khác phải chịu khổ sở thì thiệt là. Dù sao cũng đã chép lại rồi, mình có nên tặng cho cô giáo nhân từ một bản không ta? Cẩn thận nha. Nè, bạn dẫm lên đường biên rồi kìa anh Huy. Mình không có nha. Hả, bạn nói cái gì chứ? Nè, bạn nhìn thấy có đúng không? Bạn ấy đã dẫm lên đường biên đó. Mình không có nhìn thấy gì hết. Hả? Nè, bạn ganh tị với sắc đẹp của mình có đúng không? Người đẹp như mình sẽ không bao giờ nói dối. Cái gì vậy trời? Cẩn thận đó. Thử cẩn thận nha. Cái xém chút là chết rồi. Nè, bộ bạn muốn ám sát mình hay sao vậy hả? Mọi người nghe đây, tập trung tấn công Shadow. Vậy là sao? Có chuyện gì vậy nè? Đừng để cho Shadow có được bóng nghe chưa? Mau ném cho người kế bên các bạn đi. Minchi à? Cú ném lốc xoáy. Sơn Hôn à, bạn chưa bao giờ tham gia lớp thể dục mà sao hôm nay lại chuyên nghiệp quá? Ba của con huyền thoại Đốc Bột xin hãy ban cho con sức mạnh. Nhưng ba của bạn là một doanh nhân mà. Cú ném sấm sét. Shadow à, bạn có sao không vậy? Hãy coi mình đây. Các bạn mau buông mình ra. Chuyện này là sao hả? Không phải là em cô ơi, là do bạn Don gây sự với em trước mà cô ơi. Minchi à, Shadow chính là người gây chuyện, hút Shadow nha. Nói chung là cô đã tận mắt nhìn thấy em đang đánh bạn, cho nên cô phạt em dọn dẹp nhà vệ sinh trong một tháng. Thật là uổng công mình coi các bạn là bạn, còn lo cho các bạn chịu khổ khi nhận được lá thư dây chuyền.
Thôi được rồi, đã vậy thì đừng có trách mình. Hãy chờ xem mình sẽ làm gì. Mình sẽ biến thành nữ thần xui xẻo. À không, mình sẽ phân phát những lá thư xui xẻo cho các bạn. Sao hôm nay bạn vui quá vậy hả? Có phải là bạn đã phát hiện được gì rồi hay không? Là gì nữa đây? Sao tự nhiên lại quan tâm tới kẻ thù của công chúng như mình vậy hả Minji? Ủa, cái này là... Mừng ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày đó cha đâu sinh ra đời. Hãy hát vang lời chúc mừng. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha. Đây là quà của mình. Nó là phiếu hẹn hò chính tay mình thiết kế đó. Hôm nay mình hơi bận rộn nên tụi mình hãy đặt lịch hẹn vào ngày mai nha. Chúc mừng sinh nhật bạn nha Shadow. Tụi mình đã lên kế hoạch để tổ chức bữa tiệc bất ngờ này cho bạn đó. Mọi người đều háo hức lắm đó nha. Đây chính là ý tưởng của Yunsak á. Bạn nên mời mọi người đến Burgerland để ăn mừng đi. Sinh nhật của bạn mà. Hơi nhàm chán thiệt. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mình không biết nên nói gì nữa. Mọi người à, sao chúng ta không ra ngoài và chơi bóng đi ha? Nhưng mà Danny định thổi một bài nhạc để tặng cho chúng ta đó. Mọi người cứ nhìn mình như vậy, mình thực sự không thể thổi được. Rồi, không thổi được cũng không sao đâu. Bây giờ mọi người cùng ra ngoài chơi bóng với nhau đi. Và khi mọi người ra ngoài hết thì mình sẽ lấy lại các lá thư. Ủa, đây là cái gì vậy? Là một lá thư sao? Nè, khoan đã, đó có phải là thư dây chuyền không? Hả? Mình cũng có một lá nữa nè. Giờ phải làm sao đây? Mình cũng có nè. Mọi người ơi, mấy chuyện này chỉ là mê tín thôi mà. Cho nên hãy mau quên nó đi ha. Bạn là người đã gửi thư đúng không? Trời Shadow, bạn là người duy nhất trong lớp này không nhận được thư. Khoan đã, mình không biết là bạn đang nói gì hết. Tụi mình cùng nhau hát lại bài chúc mừng sinh nhật đi ha. Trời Shadow. Ủa? Đây là...줄 거야.